Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 87 ngày 2, Ngoại Quyền Công Dân. Ngoại quyền công dân có nghĩa là không có quyền công dân. Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 2 câu 11-12. Câu ghi nhớ Ê-phê-sô đoạn 2 câu 12: Trong thuở đó, anh em không có đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự phần vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 11-12. Kinh Thánh Tân Ước trang 199. Câu 11-12: Vậy anh em theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thời đó anh em không có đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự phần vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 12, chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Trong thời đó, anh em không có đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự phần vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Ta đọc câu ghi nhớ đã được tô màu nha. Câu 12: Trong thuở đó, anh em không có đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự phần vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Đánh dấu tích vào ý đúng về dân ngoại trước khi tin Chúa: không có đấng Christ, đúng không các em? Không có đấng Christ nè. Rồi, đánh dấu vào: có nhiều của cải vật chất, đúng không? Ở đây trong Kinh Thánh không có nói có người thì giàu có người thì nghèo. Cái này Kinh Thánh không có nói. Không có quyền công dân trong Israel, bị ngoại quyền công dân là không có quyền công dân trong Israel, đúng. Không có giao ước, chẳng dự phần vào giao ước, chẳng hay là không, không có giao ước. Không có sự khôn ngoan, đúng không các em? Kinh Thánh không có nói điều này. Rồi, không có hy vọng. Không có hy vọng đây. Không có hy vọng. Rồi, không có Đức Chúa Trời. Không có Đức Chúa Trời đây. Vậy ở đây có 5 không, phải không? 5 cái điều mà lúc trước chưa tin Chúa không có. Ngoại quyền công dân là người không nhận được đặc quyền của người Israel, không có Đức Chúa Trời, không có giao ước, không có hy vọng. Nhận biết: khi tin nhận Chúa Giê-xu, em có đặc quyền công dân nước trời và có niềm hy vọng nơi Ngài. Khi mình tin Chúa là mình có cái quyền công dân nước trời, là thành viên của nước trời. Mình có niềm hy vọng nơi Chúa. Ở đây có hình Chúa Giê-xu yêu thương thiếu nhi. Thiếu nhi ngồi chung quanh Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu yêu thương thiếu nhi. Thực hành: em nhận biết mình có đấng Christ là có tất cả mọi sự mình cần. Em có Chúa, có hy vọng, có gì nữa các em? Khi mà mình tin Chúa, mình được làm con của Chúa thì mình có cái gì nữa?
mình có cái sự bình an nè. Rồi có gì nữa các em? Sự bình an, có niềm vui nè. Rồi có gì nữa các em tự ghi nhé. Thì có sự khôn ngoan nè. Rồi có gì nữa các em tự ghi nhé. Mình khi tin Chúa mình thấy mình có được cái gì mình ghi ra đây. Rồi trong phần gợi ý cầu nguyện, trong Chúa em có mọi đặc ân, đặc quyền. Đặc ân là đặc biệt ha. Ân là những cái ơn hay là những cái ơn phước của Chúa, những cái ơn phước đặc biệt. Đặc quyền, đặc này cũng là đặc biệt. Quyền là mình có được những cái quyền lợi. Đặc ân ví dụ như mình có được cái ơn phước của Chúa như là được làm con của Chúa nè, được có được cái những cái khả năng, sự khôn ngoan, những ân tứ Chúa ban cho nè, đặc quyền nè, ví dụ như có cái quyền được làm con của Chúa, cái quyền hưởng những cái ơn phước của Chúa, và mối liên hệ đặc biệt với Chúa. Mối liên hệ đặc biệt với Chúa là mình được làm con của Chúa. Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con, ban cho con mọi phước hạnh trong Chúa. Xin Chúa giúp con biết yêu mến và vâng lời Chúa. Chúng ta hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con, ban cho con mọi phước hạnh trong Chúa. Xin Chúa giúp con biết yêu mến và vâng lời Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.